Thưa quý vị và các bạn, có thông tin cho rằng rau mầm trồng ở ruộng thì phải gần 2 tuần mới thu hoạch được, nhưng nếu dùng thuốc kích thích thì chỉ mất từ 4 đến 5 ngày, rau đẹp và bắt mắt hơn. Có những loại thuốc chỉ phun một đêm là thu hoạch được rau. Vậy sự thật như thế nào? Xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu. Đúng như những gì người trồng rau này nói, rất nhiều hộ nông dân trồng rau đã sử dụng các loại thuốc kích thích tăng trưởng. Ở các vựa rau trên địa bàn thủ đô, không chỉ Dương Nội, mà các nơi khác như Đông Anh, Quốc Oai, Thường Tín, Hoài Đức, Gia Lâm, Từ Liêm, đâu đâu cũng thấy các vỏ loại thuốc kích thích rơi vãi khắp bờ ruộng. Tại Dương Nội, chúng tôi nhận thấy khá nhiều vỏ bao thuốc trừ sâu, thuốc kích thích in tiếng Việt, in chữ nước ngoài chủ yếu là chữ Trung Quốc, vứt đầu bờ ruộng của nông dân. Có vỏ bao đề đặc trị bệnh khô vằn, Duoxiao Meisu là loại thuốc dùng đặc trị bệnh khô vằn trên cây lúa nhưng vẫn được phun tràn lan cho rau. Bên cạnh đó là loại vỏ thuốc Anin 75WB, phân phối của công ty cổ phần GA Nans Biotech. Loại thuốc này trị bệnh nấm trên lúa và dưa hấu, không dùng cho rau nhưng cũng được phun cho rau. Đặc biệt có cả vỏ thuốc trừ sâu dạng lọ nhãn hiệu Bonus, thành phần Chlorpyrifos Ethin 40%, được cảnh báo độc cao. Nhà sản xuất nguyên liệu là Jiang Dongfeng Chemical cũng được vứt ở các con mương dẫn nước. Loại thuốc này diệt các loại sâu cho cây công nghiệp, cây lúa nhưng lại được người ta dùng để phun cho rau cải. Tại các vựa rau An Khánh, Song Phượng, Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức và Ninh Sở, huyện Thường Tín, rau mầm gieo bằng các loại hạt giống như cải bẹ xanh, cải ngọt, rau muống, rau dền, củ cải, cải đắng cũng được tắm loại thuốc lạ. Chúng tôi có mặt ở An Khánh sáng 23 tháng 3, ruộng rau muống vừa mới được hái tận gốc. Chỉ 2 ngày sau, sáng ngày 25 tháng 3, ruộng rau này đã được thu hoạch thêm một lần nữa. Chủ ruộng rau giải thích do thời tiết mấy hôm nay mưa phùn, nhiệt độ tăng nên rau phát triển nhanh. Nhưng thực tế, không hẳn như những gì chị này nói. Khá nhiều ruộng rau ở vựa rau ở huyện Hoài Đức đã dùng loại thuốc có nhãn hiệu Green Delta 19 với những dòng chữ giới thiệu siêu to, siêu ngọt, mã đẹp. Vào quả nhanh, xuống củ mạnh, nguồn gốc châu Âu. Ngoài ra còn có loại ghi sản phẩm của Ấn Độ với dòng quảng cáo dưỡng cây, dưỡng trái, nuôi hạt, phì củ. Chị Thủy, một thương lái rau chuyên thu mua rau từ các vựa rau Ninh Sở, huyện Thường Tín để giải các chợ đầu mối khu vực Hà Đông tiết lộ. Lạ gì việc người ta dùng thuốc kích thích tăng trưởng? Ví dụ như cây hành, người trồng thường dùng loại viên sủi, cứ 4 ngày bơm một lần, khi thu hoạch hành rất đẹp lá. Rau đắt thì bơm kích thích càng nhiều, nhất là dịp cuối năm, trồng bao nhiêu cũng không đủ bán. Chị Thủy cho biết thêm, các loại thuốc kích thích bán rất nhiều ở các đại lý thuốc trừ sâu, thuốc thú y. Phải đến hàng chục loại thuốc kích thích cho rau như xê sủi loại 502, 702, dùng phun hành tỏi hiệu nghiệm lắm. Các loại khác thì dùng để kích củ quả. Bây giờ nhiều người trồng rau đang chuộng loại thuốc có tên là vươn cảnh. Nghe nói loại này có xuất xứ từ Trung Quốc, vừa rẻ vừa hiệu quả siêu nhanh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, loại thuốc vươn cảnh có hai loại. Một loại viên sủi và một loại nước. Loại viên sủi có giá 9.000 đồng một viên, thả vào nước sẽ tan. Loại nước được đóng trong lọ nhỏ khoảng bằng ngón tay, không màu không mùi và giá bán chỉ 5.000 đồng một lọ. Theo quảng cáo của chị Thủy, những loại thuốc này đạt kỷ lục tăng trưởng mà người lạ lần đầu chứng kiến sẽ trố mắt ra. Chỉ cần phun thuốc thì sau một đêm, ngọn rau có thể dài thêm 20cm, xanh, non, mơn mởn. Thậm chí về đêm, nếu soi đèn quan sát, có thể thấy được ngọn rau dài ra bằng mắt thường. Thuốc vươn cảnh được phun vào buổi chiều hàng ngày. Đến khoảng 22 giờ, những luống rau bắt đầu dày lên, ngọn dài ra, lá non hơn. Quan sát từ 30 đến 40 phút, thấy ngọn rau dài ra khoảng 3 đến 4cm. Những búp rau cải bắt đầu nở xòe. Nếu là ngọn rau bí sẽ vươn dài ra cả găng tay. 4 giờ sáng người ta hái rau, từ 5 giờ trở đi rau đã có mặt tại các chợ đầu mối ở Hà Nội. Được biết, loại thuốc được dân trồng rau gọi với cái tên thuốc tăng phọt hay kích phọt là hoạt chất bảo vệ thực vật sinh học thuộc nhóm độc U gây ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe người tiếp xúc, hấp thụ. Tuy nhiên, người trồng rau hoặc mặc kệ hoặc không biết hết các tác hại của những loại thuốc này và vẫn mua về sử dụng hàng ngày. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.